chấm dưỡi vàng vào các bạn nhé. Bố xin chào các bạn. Hôm trước bố muốn là vẽ một bức tranh hoa bằng bút các bạn nha, nhưng mà thực sự là không được đẹp cho lắm. Bây giờ bố muốn thử sức lại vẽ một bức tranh bằng bay các bạn nha. Chúng mình chỉ dùng bay mình vẽ thôi nhá. Và bây giờ bố muốn sẽ vẽ cái nền trước nhá. Đây, chúng mình vẽ bay các bạn nhá. Chúng mình phủ lớp nền cũ đi nhá. Khi chúng mình vẽ thì chúng mình sẽ để lại một cái vết bay, thì sau này đèn nó dọi vào đây thì rất là đẹp các bạn nhá. Ok, vậy là bố đã vẽ xong cái nền rồi các bạn nhá. Đây, chúng mình đã vẽ xong một cái nền. Bố muốn sử dụng màu xanh với màu trắng ở trên và màu tím đậm ở dưới các bạn nhá. Và tiếp theo chúng mình sẽ vẽ những cái thân cây nhá. Thân cây thì chúng mình vẽ cũng đơn giản thôi. Chúng mình chỉ cần dùng mỗi cái bay này thôi các bạn nhá. Đây, và chúng mình gạt lên trên như này. Thân cây chúng mình chỉ làm thế này thôi các bạn nhé. Cây mọc ngang hoặc dọc nữa các bạn nhé. Và tiếp theo chúng mình sử dụng màu xanh. Màu xanh để vẽ những cái lá cây nhé. Mình bỏ màu xanh này. Chúng mình hất ra. Khi vẽ xong cái nền các bạn nhá, muốn sấy qua một chút để khô để vẽ bông hoa cho nó dễ nhá. Vâng, bông hoa quả bố muốn sẽ sử dụng màu hồng tím các bạn nhé. Chúng mình lấy màu hồng tím vào đây. Vâng, bây giờ lại tiếp tục dùng cái bay nhỏ, size nhỏ các bạn nhé. Dùng size số 1 để vẽ bông hoa. Thì bố sẽ chọn một chút màu hồng. Vẽ bông hoa đây các bạn nhé. Chúng mình phải đi thật là khéo tay đấy. Thank you.
khi chúng mình để cái cánh cho nó nhô cao lên một chút các bạn nhá. Đấy, thì khi ánh sáng rọi vào nó sẽ đẹp. Đấy, như bố muốn vẽ nhá. Nín thở để vẽ các bạn nhé. Hoa này màu trắng các bạn nhé. Bún đã vẽ xong bức tranh hoa nhưng mà còn thiếu cái nhụy các bạn nhá. À, nhìn cũng rất là đẹp đấy. Một hoa màu tím với màu trắng nhá. Mình thêm nhụy vàng đi. Chấm nhụy vàng vào các bạn nhá. Yeah. Vậy cuối cùng bố đã vẽ xong bức tranh bông hoa các bạn nhá. Đấy, các bạn cùng xem nhá. Hôm nay bố chỉ dùng bay thôi chứ không dùng bút. Và những bông hoa bố sẽ tạo được những cái khối nổi ra bên ngoài nhá. Và cái nền ấy bên dưới thì bố sử dụng màu đậm để tôn cái vẻ đẹp của cái bông hoa màu sáng lên nhá. Đây các bạn cùng ngắm bức tranh của bố xem có đẹp không nhá. Vâng, bố muốn cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của bố nhé. Bye bye.